quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với sân Đông Tàu Vạn Thắng Lợi để theo dõi trận thi đấu giao hữu thứ hai, trận thi đấu của câu lạc bộ bóng đá Thanh Niên Hậu Phương Kiên Định và đội bóng câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai Thăng Hoa Tình Nguyện Kiên Định. Vâng, câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai Thăng Hoa vâng, là một trong những đội bóng rất quen thuộc rồi. Vâng, cũng đã có rất nhiều những trận thi đấu giao hữu trên sân của tập đoàn Thắng Lợi. Vâng, ở trên hàng công, một trong những lá tướng đang kính cử chúng ta, nguyên bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định, ông Nguyễn Khắc Hưng. Và trong buổi chiều hôm nay chúng tôi cũng đã biết một điều rất thú vị. Vâng, phu nhân của bác Hưng cũng chính là một người mang họ Dương và cũng đã có tài trợ cho câu lạc bộ đá Dương 5 triệu đồng. Vâng, và trong buổi chiều hôm nay thì bác Khắc Hưng vẫn đảm nhiệm vai trò quen thuộc của mình, đó là vị trí tiền đạo. Đứng trong khung thành của đội bóng Tỉnh ủy gồm có thủ môn Văn Mạnh, các cầu thủ số 28 Tuấn Anh, số 7 78 A Sử, số 18 16 Công Quyền, số 79 Lan Linh, không số là Anh Thức, Anh Tuấn và Công Trường là hai cầu thủ đang ngồi ở bên ngoài băng ghế dự bị. Và trong màu áo xanh phần xanh đó là câu lạc bộ bóng đá Thanh Niên Hậu Phương Tỉnh Bình, gồm có Doãn Cường mặc số 9, Ngọc Xuân mặc áo số 13, Nam Hải mặc áo số 25, Doãn Tùng mặc áo số 26, Xuân Mạnh mặc áo số 7, Doãn Minh mặc áo số 28 và Doãn Thế là thủ môn. Như vậy trong hiệp thi đấu thứ hai này thì chúng ta đã thấy được nhiều hơn những thành viên của câu lạc bộ Hậu Dương đến từ huyện Ý Yên, đặc biệt là thị trấn Lâm. Và cũng giống như bác Hưng ở trên hàng công là một trong những nhân vật gọi là kiệt xuất của bóng đá Ý Yên, ông Dương Xuân Bình. Lá tướng xuất vị ở trong màu áo của Thanh Niên Ý Lâm, một trong những cầu thủ hôm nay cũng đã gần bước sang tuổi 60 nhưng vẫn còn đang có phong độ thi đấu và vẫn có những bàn thắng. Và trong nhiều năm liên tiếp ông luôn có mặt trong giải đề cử của cầu bóng vàng Ý Yên. Đây là một huấn luyện viên dành cho câu lạc bộ Đào Dương. Như vậy trong nghiệp thi đấu dài này, màu áo vàng là màu áo truyền thống. Đó là những pha bóng sở trường của số 10, nhưng rất đáng tiếc trước đó cũng lại không thể hãm bóng chết được. Nếu như không mất đến 2 nhịp để hãm bóng trong thủ rồi thì rất có thể sẽ là một cơ hội nguy hiểm đầu tiên dành cho câu lạc bộ Hậu Dương Tỉnh Bình. Có lẽ ông Dương Tư Đình cũng chính là một trong những cầu thủ của lúc này không thể gọi là thanh niên nữa rồi, chúng ta gọi là câu lạc bộ bóng đá thanh niên Hậu Dương. Nhưng ở lúc này thì ông Dương Tư Đình phải nói rằng quá lớn tuổi, các cầu thủ trên sân thi đấu lúc này chỉ là con cháu mà thôi. Vâng, đã rất lâu rồi chúng ta mới được gặp lại Doãn Tùng. Như tại phòng bộ thì Doãn Tùng cũng là một cầu thủ thi đấu xuất sắc của đội bóng Thiên Lâm. Thế nhưng cầu thủ năm nay cũng đã vâng, như vậy Ngọc Hải cũng là một trong những cầu thủ được gọi là lão tướng rồi. Một lão tướng năm nay cũng đã bước sang tuổi 40. Ngọc Hải, người mặc áo số 25. Và cũng là một điều thú vị giống như ông Nguyễn Khắc Hưng, thì Ngọc Hải cũng là một trong những thành viên có phu nhân là người họ Dương. Và công ty Nam Hải cũng đã tài trợ 5 triệu đồng cho câu lạc bộ đá Dương Tỉnh Bình. Đó là một pha chuyền bóng rất sáng tạo và rất tốt của cầu thủ mang số 18. Một pha chuyền bóng rất tốt nhưng rất đáng tiếc là sau đó đồng đội bên dưới lại không thể có được cú dứt điểm. Nhưng mà tung ra đường truyền chính xác rồi, không phải số 78 mà là số 16 Công Tuyền. Rồi dành cho Dương Tùng chiến công. Cú dứt điểm góc hẹp sở trường của số 10 Dương Xuân Thủy. Và ông mang lại pha đá phạt góc cho đội nhà bên phía bên trái. Trước đó là một đường truyền của Giang Cường. Vậy ở trong trận thi đấu thứ hai này, những thành viên của câu lạc bộ đá Dương đã tỏ ra thân quen hơn đối với chúng tôi. Gần như toàn bộ các cầu thủ trên trận đấu này đều đang sinh hoạt ở trên địa bàn huyện Ý Yên. Chỉ có một mình thủ môn Doan Thế cũng là một gương mặt có vẻ như hơi la lập chúng tôi, nhưng đây có lẽ cũng là một thành viên của Yên. Và thì chúng ta có thể thấy được ở trên khu vực huyện Yên
khi nhắc đến họ Dương Doãn hay là Dương Xuân đều là những thằng họ có những doanh nghiệp doanh nhân. Đây là sân vật tư quyền nên dạy cho các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Bóng Bàn Hà. Khắc Hưng. Giọng Tùng. Thủ mang áo số 13 Ngọc Xuân có lẽ là một trong những thành viên khá là lớn hơn chúng tôi trên sân chúng ta. Có thể nói thực lực của cả hai đội bóng ở trên sân và như vậy chúng tôi sẽ đang nắm bắt khá rõ, đặc biệt là đội bóng câu lạc bộ đá Bóng Bàn Hà. Đội bóng đã có không biết bao nhiêu trận giao hữu trên sân của tập đoàn Thắng Lợi, và đội bóng doanh nhân Võ Dương ở trong trận thứ hai này lại có rất nhiều những gương mặt thân quen, liên tục là những tình huống đoạt bóng rất tốt của cầu thủ mang áo số 28. Cầu thủ cũng số Anh Đức, vẫn Anh Đức, và trong tình huống rồi thì có lẽ Anh Đức đã không có được cú đi bóng tốt nào. Dậy bác ơi. Doãn Minh. Ngọc Hải. Ngọc Xuân. Xuân Thuy. Dứt điểm không vào. Thời gian thi đấu chính thức ở trên mặt sân 7 người theo quy định của FIFA VFF là 25 phút. Thế nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kéo dài ra nếu như các cầu thủ trên sân muốn thi đấu tiếp. Thế nhưng trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta đã tổ chức sự kiện lễ ra mắt, có vẻ như cũng đã hơi mất nhiều thời gian. Chính vì thế những hiệp đấu sau đó chắc chắn sẽ có khoảng 25 phút đủ giờ. Còn ngoài ra thì chúng ta có thể kéo dài những hiệp đấu, những trận đấu có thể lên được 45 phút bằng với sân 11 người. Đó là tùy theo. Nán lại Thị Trấn Lâm để chúng ta giữ bữa cơm liên hoan thân mật. Rất trân trọng, kính mời và kính mời. Rất mong những thành viên chúng ta không nên bỏ về sớm. Việc ban tổ chức cũng đã bố trí mâm cao cơ đầy để mời các thành viên chúng ta về sớm. Việc chúng ta về sớm cũng là giúp cho những bữa tiệc không vui trọn vẹn cũng như là đông đúc được. Rất yêu cầu và mong rằng các thành viên Võ Dương ngày thi đấu này đã đến để xem khắc phục. Chúng ta hãy nán lại sau khi trận đấu đã kết thúc để dùng bữa cơm thân mật. Đó sẽ là một tình huống biên lên được dành cho các cầu thủ thanh niên Võ Dương. Ngọc Hải. Doãn Tùng. Có lẽ một khoảng thời gian dài không thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, không tham dự những giải đấu khiến cho số 26 cũng là một trong những tài năng xuất chúng của bóng đá Âu Dương không thể có được phong độ tốt nhất. Có lẽ tính cho tới thời điểm lúc này, trong những thành viên của Thị Trấn Lâm, theo chúng tôi đánh giá Doãn Tùng vẫn là một trong những gương mặt có thể nói rằng xuất sắc bóng đá Âu Dương. Tuy rằng hôm nay đang không ở thời đỉnh cao của phong độ, nhưng việc giải bóng đá toàn quốc 63 tỉnh thành trên cả nước được tổ chức thì Dương Doãn Tùng sẽ là một thành viên không thể thiếu ở trong đội hình của bóng đá Âu Dương. Giải bóng đá sẽ diễn ra 10 ngày nữa sẽ diễn ra. Còn ngày hôm nay là ngày 13 tháng 11, tức là ngày 23 sẽ diễn ra. Một của chúng ta là đó là một quả bóng rất nguy hiểm, 2-1. Khắc Hưng, đó là một cú đặt lòng của lão tướng Khắc Hưng. Ông đã chủ động đưa bóng vào
góc xa rất đáng tiếc, bóng đã chạy cột ra ngoài. May mắn nó không mỉm cười với Lao Tướng Khắc Hưng ở trong tình huống rồi. Chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay, ngoài những doanh nghiệp của họ Dương đã ủng hộ cho câu lạc bộ bóng đá, thì cũng có rất nhiều những thành viên được gọi là con rể và cháu cũng đã ủng hộ lớn về cho đội bóng. Tôi cũng đã nhắc tới Ngọc Hải cũng như là Khắc Hưng là hai doanh nhân cũng như là một trong những người mà rất được kính trọng, đó là bác Nguyễn Khắc Hưng, nguyên bí thư tỉnh Bình Định, cũng là người con rể của Dương, và cả hai phu nhân cũng đã tài trợ 5 triệu đồng cho câu lạc bộ Lao Dương và cũng đã trực tiếp thi đấu trong trận thi đấu giao hữu này. Và đây đều là những nhân vật đến từ Yên Viên. Bóng nó nằm trong sự kiểm soát của một Văn Mạnh. Anh đang chờ đợi một điều gì đó và một muốn giữ bóng khá lâu của một Văn Mạnh. Số nhân dân đang là không đẹp. Nếu như đội áo vàng đang chiến thắng thì có lẽ đó cũng sẽ là một lỗi cầu dâu. Đó là tình huống qua người, nhưng ngay sau đó thì số 79 đã không thể có bóng nguy cơ đối mà không có bàn thắng ở trong vòng đối mặt vừa rồi. Chúng tôi còn quan sát là trong thủ môn Văn Mạnh với Billy gần thậm chí anh và không nhận thứ hai. Chúng ta không cần phải gì liên tiếp trong một bóng trước đó của Dương Doan Cương, bởi ngay sau đó Lao Tướng Dương Văn Tỉ cây cao bóng cả, một trong những cây đa cây đề của Dương ở trong tình huống dứt điểm sở trường cự ly gần. Bóng nó mang về bàn thắng dành cho các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Dương. Có lẽ sau bàn thắng của Lao Tướng Dương Thị thì rất nhiều những thanh niên trên sân và lúc này cũng phải có thể nói rằng là thức ăn của bản thân thôi, khi mà chứng kiến một Lao Tướng U60 có thể ghi bàn đánh cầu thủ. Mặc dù đã sắp sửa bước sang tuổi 60 thế nhưng Lao Tướng Dương Xuân Thủy vẫn đang chứng tỏ được bản năng săn bàn của mình. Và mới đây rồi, trong giải bóng đá nhân dân thì ông cũng đã có một bàn thắng trong trận bán kết với Đông Trà. Chúng tôi vẫn còn nhớ như in. Coi, coi! Như vậy trong tình huống vừa rồi thì anh Đức, sau tình huống bóng bất nảy ra thì anh Đức đã có được bàn thắng quyết định tỷ số dành cho đội bóng câu lạc bộ bóng đá bàn thứ hai TP Tiền Hiệp Định. Trước đó gọi đã được dành cho Lao Tướng Khắc Hưng, nhưng rất đáng tiếc là đã không thể làm được điều mà Lao Tướng Xuân Thủy của câu lạc bộ Lao Dương đã làm được ít phút trước đó, ít giây chứ không phải ít phút. Như vậy hai bàn thắng chỉ kỳ cách nhau khoảng một phút thôi. Tỷ số mau chóng được san bằng một đều. Dương Doãn Cường, Dương Doãn Tùng, Ngọc Hải dưới đây Tùng ơi. Doãn Tùng, Doãn Minh, Doãn Cương. Ném biên dành cho câu lạc bộ bóng đá bóng tay, nhưng cú ném biên là quá nhẹ. Doãn Cương lên luôn. Và chấm rất khỏe của cầu thủ mang áo số 78 là A Sử. Doãn Tùng, Ngọc Hải. Xuân Thủy rất đẹp, đó là một siêu phẩm, đó là một bàn thắng có thể nói ngoạn mục mà chúng ta có thể nói rằng khó có thể chứng kiến được ở trên sân vận động của tập đoàn Thắng Lợi. Ngay kể cả những cầu thủ còn trẻ cũng khó có thể làm được điều đó. Một cú xử lý bóng bằng ngực đẳng cấp trước khi tung ra, một cú dứt điểm ở góc chuốt có thể nói rất đẹp. Trong tình huống rồi thì thủ môn của câu lạc bộ đá bóng bàn Thắng Lợi cũng đã có phản xạ, nhưng cú dứt điểm nhạy bén và quá nhanh của Lão Tướng Xuân Thủy khiến cho anh là thứ hai vào lưới chân bóng. Tỷ số đã được nâng lên 2-1 và đã có cú đúp dành cho cầu thủ mang áo số 10 Xuân Thủy trong trận thi đấu ngày hôm nay. Một trong những trận thi đấu có thể nói là quá ấn tượng của cầu thủ mang áo số 10. Việc một cầu thủ chúng ta có thể có được cú đúp ở trong một trận đấu là điều hết sức bình thường, thế nhưng việc một Lão Tướng lúc này là chuẩn bị bước sân tuổi 60, cú đúp
đó là một điều không hề bình thường. Chỉ trong vòng có khoảng chưa đầy 5 phút thôi, tướng Dương Hương Thị với những pha xử lý đẳng cấp của mình, và đặc biệt là trong pha bóng vừa rồi. Bóng thật sự có thể nói rằng khó có thể chứng kiến lần thứ hai của lão tướng Dương Hương Thị. Vô số những bàn thắng không ghi được thì trong tình huống rồi, chúng tôi công nhận đó có lẽ là một bàn thắng đẳng cấp và có lẽ là hiếm thấy nhất của tiền đạo ba số 10. Cú dứt điểm đá phạt ở cột giữa sân, Anh Linh thì bóng đã đi không thực chính xác. Không được, cắt ngang và băng vào đánh đầu. Vẫn là sự xuất hiện của số 10 Dương Hương Thị. Và nếu như có thể có được pha đánh đầu cho đứng đầu cũng là một bóng rất nguyệt, một bóng rất cận thành. Chúng tôi là một pha để một bóng nguy hiểm. Anh Đức, Ngọc Hải áp sát rất nhanh, Cao Hưng đến hai, Anh Đức dứt điểm không được, quả bóng lọt vào được trong khung thành của thủ môn Anh Doãn Thế. Và trọng tài đã cho các thủ câu lạc bộ bóng đá Văn Hai có một cú đá phạt góc ở bên này cánh phải. Ở trong trận thi đấu thứ hai này, đúng là trận thi đấu của các lão tướng, thế nhưng không vì thế mà trận đấu không hấp dẫn, và thậm chí nó cũng đã hấp dẫn không kém cạnh thì trận thi đấu đầu tiên, và thậm chí là nó đã có nhiều hơn số bàn thắng ở trong một hiệp đấu. Trận đấu đã diễn ra, chúng ta đã có 4 bàn thắng nhưng trong mỗi hiệp đấu chỉ có 2 bàn thắng thôi. Thế nhưng cú áp sát rất nhanh của Công Tuyền. Công Tuyền, thì chúng ta đang bóng thì anh đã tỏ ra bế tắc không cần lấy bóng rồi, đúng rồi. Vừa rồi là một cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 2. Có lẽ đây là một cầu thủ mới được tung vào sân. Thì vậy người vào sân là một cầu thủ khá nhỏ con, Dương Hiếu. Ở đây cũng là một cầu thủ nhỏ con và chắc chắn là bé tuổi nhất ở trong câu lạc bộ đá thanh niên Hậu Dương Tiền Định, Dương Hiếu. Có lẽ đây là một cầu thủ chắc còn đang ngồi trên ghế nhà trường rồi. Nhưng mà gương mặt của anh thì có lẽ cầu thủ này đang học cấp 3. Cường lên. Cú đá phạt góc bên cánh trái của lão tướng Khắc Cưng, đánh đầu. Đó không phải là một tình huống đánh đầu, một tình huống bóng đã bật vào ngực và vai Dương Hiếu. Ngọc Xuân, Dương Hiếu, Ngọc Hải, Xuân Thế. Bóng đã tìm tới đầu của Xuân Thế ở trong tình huống cũ rồi. Một pha chơi bóng quyết điểm rơi khá tốt của Ngọc Hải, nhưng bóng đi quá sâu. Nhưng cú đánh đầu của Xuân Thế là không còn nguy hiểm, thì bóng đã đi quá sâu. Trong trận đấu thứ hai này có lẽ là trận đấu nhàn hơn rất nhiều của câu lạc bộ bóng đá thanh niên Hậu Dương Tiền Định, vì gặp đối thủ của câu lạc bộ bóng đá 3 tháng 2. Những cầu thủ, những thành viên của 3 tháng 2 đều là những lão tướng, không phải là một tập thể bóng mạnh như đội bóng Thanh Niên Tiền Lâm. Chính vì thế đội bóng Sạch đang cho thấy sự lấn lướt của mình ở trên sân, và điều đó là đã được cụ thể hóa thành những bàn thắng của lão tướng Dương Xuân Thị. Và đội họ vẫn đang tạm thời, Hậu Dương đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 2-1. Thực ra thi đấu chính thức của thi đấu nhất cũng đã đi quá nửa, 3 bàn thắng rất được ghi, trong đó là một trong chưa hoàn được ghi từ trận của lão tướng U60 Anh Đức. Anh Đức, đó là một pha chuyền bóng rất tốt dành cho Anh Đức, nhưng ngay sau đó Anh Đức lại không thể có được một pha triển khai bóng xuống phía dưới.
rất nỗ lực sau đó của số 28 Tuấn Anh bằng cú dứt điểm chân trái thì bóng đã đi ra phía sau khung thành. Một thủ môn Doãn Thế. Ngọc Hải. Và chuyển bóng dài vượt tuyến Ngọc Hải, bóng đã đi hơi mạnh và ra hết mặt biên. Và chuyển bóng xuống của số 79 Lan Linh. Không phải, đó là đường đen biên của số 78 A Sơ. Hai cầu thủ đều mang số 78 và 79, đều có dáng vóc khá cao to. Hôm nay có vẻ đang có dấu hiệu muốn thay người. Và như vậy bên phía đội bóng của Brown Công An Thăng Hai có vẻ như đang có dấu hiệu muốn thay đổi người. Đội viên của đội bóng Tinh Huy. Anh Tuấn, Sơn Tùng, Ngọc Hải, đúng bắt tài của số 28 Tuấn Anh. Có lẽ việc chúng ta chơi với nhau rất nhiều trong những trận giao hữu. Coi như vậy tỷ số đã được quân bình hai đều, và điều đặc biệt là người ghi bàn là lão tướng Khắc Hưng. Sau rất nhiều những tình huống được bỏ qua, đáng tiếc thì lão tướng Khắc Hưng, một trong những cầu thủ có thể nói rằng lớn tuổi bậc nhất có thể còn thi đấu vào lúc này. Rõ ràng việc lúc này có thể nói đang nằm trong đội hình của U70, thì việc có thể chạy được ở trên sân cũng là điều mà rất nhiều những lão tướng ước mơ rồi. Nhưng việc ghi bàn là điều rất khó để làm được, cho nên lão tướng Khắc Hưng cũng là một trong những cầu thủ đã có rất nhiều những trận đấu ghi bàn cho đội bóng Tinh Huy. Và ngày thi đấu này ông lại tiếp tục chứng tỏ rằng mình còn rất khỏe và vẫn còn thi đấu như thanh niên. Vậy mỗi lão tướng cũng đã có được những bàn thắng. Không được. Đúng là bóng không tốt của đội Khắc Hưng, và đúng lúc này thì trọng tài chất công tâm cũng đã đổi còi khép lại hiệp thi đầu tiên. Như vậy hai đội tạm thời rời sân với 48 chia đều được cho cả hai đội trên sân. Một hiệp thi đấu thật sự cởi mở, và chúng ta sẽ nhìn thấy là phút trước khi quay trở lại với hiệp thi thứ hai. Hiệp thi đấu thật sự đáng xem, một hiệp thi đấu của những lão tướng trong những bàn thắng đã được ghi được ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Thì đã có tới 3 bàn thắng đến từ các đôi chân của những lão tướng đã bước sang những độ tuổi U60 và U70. Lão tướng Dương Tân Thị với một cú đúp giúp cho đội bóng câu lạc bộ Đá Hiệp Dương đang tạm thời dẫn trước với tỷ số là 2-1. Và lão tướng không phải đang tạm thời hòa nhau với tỷ số 2-2. Vậy trong những phút cuối thì lão tướng Khắc Hưng cũng đã đưa trận đấu đã quay trở lại với trận xuất phát. 4 bàn thắng đã được ghi trong một chiến đấu trong cả hai đội trên sân. Những bàn thắng ở trong những phút cuối của lão tướng Khắc Hưng đã giúp cho đội bóng Tinh Huy cùng với đội bóng câu lạc bộ Đá Thanh Niên Dương tạo ra một hiệp thi đấu thật sự sôi động, bằng với số bàn thắng trong cả một trận đấu của đội bóng Thanh Niên Tiền Lâm và đội bóng câu lạc bộ Đá họ Dương đã thi đấu trước đó. Được đã có quá nhiều những thành viên ở trong màu áo của câu lạc bộ Đá Hậu Dương, chính vì thế đã phải thi đấu hai trận, và thậm chí ở trong mỗi hiệp chúng ta đã phải thay đổi một đội hình mới tinh. Công mạnh không được. Vừa rồi là một cơ hội dành cho Đăng Trường. Hiệp thi đấu thứ hai đã thay đổi toàn bộ đội hình, và trong khoảng thời gian ngắn chưa thể đăng ký hết được các danh sách cầu thủ. Ngoài Đăng Dương ra thì 6 cầu thủ còn lại, 5 cầu thủ còn lại đều là những gương mặt khá mới mẻ. Mặc dù trên sân lúc này đang có nhiều những cầu thủ có thể nói là sở hữu thể lực thể hình có thể nói là ấn tượng,
như lúc này cầu thủ mang áo số 30 đó là Công Duy. Anh Tuấn đã đưa bóng ra hết bên ngoài đường biên. Đó là số 25 Công Hiếu. Đúng tình chúng ta vẫn đánh đánh đâu. Đã rất nỗ lực. Để cứu bóng vào trong tình huống chưa ngon nhưng một pha thế vẫn phải chấp nhận. Và lấy nhận bóng lần thứ 3. Như vậy người vừa ghi bàn làm tình huống để tạo ra tấn công của cầu thủ mang áo số 84. Thời gian ở trong hiệp thứ 2 thì đào ngắn khiến cho chúng tôi chưa thể đăng ký được một số danh sách của những cầu thủ mới vào sân chúng ta. Nhưng điều đó cũng không hề quan trọng khi trận đấu chúng ta đã tới 5 bàn thắng rồi. Ngay ở những phút đầu tiên thì cầu thủ mang áo số 84 đã có và đánh đầu cận thành mang về bàn thắng thứ 3 giúp cho đội bóng TV đã tạm thời vượt lên dẫn trước với tỷ số 3-2. Trong buổi chiều ngày nay đã chứng kiến được gần như toàn bộ những thành viên trong màu áo của câu lạc bộ bóng đá Thanh niên Hậu Dương tỉnh Nam Định. Họ đến từ các miền huyện khác nhau, có những thành phố, những cầu thủ đến từ thành phố Nam Định, những cầu thủ thành khu vực huyện Nghĩa Hưng, huyện Hải Hậu, giải rác khắp trên địa bàn tỉnh Nam Định của chúng ta cũng đã hội tụ về đây để thi đấu trận giao hữu. Cũng rất mong sau những trận giao hữu, những khán giả, đặc biệt là những con em trong dòng họ Dương chúng ta đang có mặt ở trên sân đấu của các trận đấu này, chúng ta sẽ bớt chút thời gian để ở lại giao lưu với họ Dương. Những cuộc cường thất bại vâng như vậy ở trong tình huống đó có pha phản công rất chấp nhoáng, đó là một pha dứt điểm để Công Mạnh. Trong hiệp thứ hai này cũng có rất nhiều những cầu thủ trẻ mà vừa rồi thì Công Mạnh, một cầu thủ còn khá non trẻ trong màu áo của câu lạc bộ Lạng Sơn cũng đã lập công điền tên mình vào danh sách ghi bàn. Như vậy khi mà tiền đạo Lao Tướng Dương Xuân Vĩ trong những cây sát bàn, Lao Tướng đã rời sân thì rất may vẫn còn có những cầu thủ trẻ biết ghi bàn. Mọi người có thể là thêm một cú sút xa, lại là một siêu phạm đến từ chân sút của cầu thủ trẻ Công Hiếu. Một cú dứt điểm rất tốt của Công Hiếu, có lẽ đây cũng là sẽ là một thành viên trong nòng cốt chính của đội bóng doanh nhân của đội bóng câu lạc bộ bóng đá Dương Thị Nam Định. Và quan sát của chúng tôi thì trong những vừa qua, việc anh đang thi đấu ở khu vực trung tâm, tiến về trung tâm và đặc biệt là cú sút vừa rồi, ta có thể thấy được đây sẽ là một cầu thủ, một nhân vật xuất sắc của dòng họ Dương, một siêu phẩm được ghi ở khu vực giữa sân và có lẽ trong buổi chiều ngày nay trong 10 bàn thắng được ghi thì đó là bàn thắng có thể nói rằng đẹp mắt và có cự ly sút là xa nhất. Rất nhiều những siêu phẩm đã được tạo ra ở trong buổi chiều ngày nay. Vừa rồi chúng ta vừa mãn nhãn với một siêu phẩm từ khu vực giữa sân của số 25 Công Hiếu. Công Mạnh và Công Hiếu vừa ghi hai bàn thắng trong vòng 1 phút giúp cho đội bóng câu lạc bộ Bóng Đá Dương lấy lại thế trận bàn. Tỷ số lúc này đang tạm thời được nâng lên là 4-3 căng ngang. Bóng diễn biến rất nhanh. Một pha lấy bóng rất tốt của Công Tuyển. Tuấn Anh. Và xử lý và không chê bóng. Mình có 25, mất bóng rồi. Và phản xạ tốt là Khắc Hưng. Điều này Lao Tướng Khắc Hưng vẫn còn sức để thi đấu ở trong hiệp 2. Một bên kia chiến tuyến là Lao Tướng Xuân Thủy đã có được một trận đấu hết sức thành công. Một trong những trận đấu có thể nói trong đó là một siêu phẩm. Đặt dược. Đặt dược. Những pha xoay sở của số 25. Cầu thủ khá nhỏ con và rất trẻ thôi. Nhưng đây cũng sẽ là hứa hẹn một trong những cầu thủ quan trọng trong hệ thống thi đấu của đội bóng Hòa Dương. Căng ngang, Đăng Dương. Đó được kiến tạo cầu thủ mà số 25 Công Hiếu, nhưng rất đáng tiếc Đăng Dương đã rơi thế bị động ở trong tình huống rồi. Phản công ngay ngay cho các cầu thủ tình huy. Đấy thì xem đó là một pha treo bóng. Treo bóng gần như khá khó khiến cho Hoàng Tướng Khắc Hưng không thể có được pha đánh động. Kéo lại lên đi cánh được.
Doãn Thế. Nhá, bỏ cho cái gì kìa. Cho thôi. Có lẽ trong tình huống rồi thì cầu thủ mang áo số 7 này, Công Mạnh đã vô tình chặn đứng một đường chuyền của số 25 dành cho cầu thủ mang áo số 30 là Công Duy. Như đó là tình huống bỏ bóng thì sẽ là nguy hiểm hơn. A Sở, Anh Tuấn bắt bóng rồi, rất nỗ lực. Đó là một pha xử lý bóng công thức tôn của số 7 Công Mạnh. Bóng đặt trong chân của cầu thủ mang áo số 25 Công Hiếu. Lại là Công Hiếu. Pha xử lý rất tốt của số 25 Công Hiếu. Cầu thủ có thể nói rằng thi đấu rất nhiệt huyết, tả xung hữu đột trong những phút vừa qua. Một trong những cầu thủ trẻ có thể nói tính thời điểm này là đang thi đấu rất nổi bật trong đội hình của Sơn. Công Hiếu khá tự tin ở trong tình huống rồi, trước một cầu thủ cao to. Được trong những pha chiến thuật bóng tay đôi thì những cầu thủ cao to luôn có lợi thế ở rất nhiều. Chỉ cần một cú tác động nhỏ bằng tay của số 78 thôi, khiến cho cầu thủ mang áo số 25 là Công Hiếu đã mất thế. Anh Tuấn đang dựa phía dưới là Công Mạnh, không được. Công Hiếu, Công Trì, Công Hiếu. Nghe này Mạnh ơi, nghe chạy đi. Một tình huống che người hợp lý của số 28 Tuấn Anh. Tuấn Anh đúng bóng dài vươn tuyến của Tuấn Anh. Bắn luôn. Có thể 7 bàn thắng được ghi trong trận thi đấu thứ hai này, một thi đấu cởi mở và khá dẫn. Và tới thời điểm đại đã có tới 11 bàn thắng được ghi trên sân của tập đoàn Hà Nội trong buổi chiều giao lưu ngày hôm nay. Rất nhiều những bàn thắng đẹp mắt, sự kiện vô cùng long trọng với ý nghĩa lễ ra mắt của câu lạc bộ Đào Dương cũng như là những trận thi đấu giao hữu cho tới điểm này, có thể nói là thành công ngoài sự mong đợi rồi. Mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ và luôn hy vọng và chúc cho các cầu thủ câu lạc bộ Đào Dương luôn có được sức khỏe cũng như là gặp nhiều may mắn ở trên chặng đường sắp tới. Có vẫn còn một chặng đường gian nan khi bước vào mùa giải, một giải đấu mà có thể nói rằng chưa từng có chính thức Việt Nam chúng ta. Một giải bóng đá họ Dương toàn quốc, giải khắp 63 tỉnh thành cả nước. Một pha chuyền bóng rất chính xác ở cuộc sân nhà của đội bóng xanh, nhưng ngay sau đó khi bóng sang sân của đội bạn thì lại để mất bóng phát dừng. Rõ ràng ở trong hiệp thi đấu này khá nhiều những vị trí của chúng ta, đặc biệt là những đội tuyển cũng đã xuống sức, điều này được rất hiểu rồi. Có lẽ cũng đã có nửa thời gian thi đấu chính thức ở hiệp hai đã trôi qua. Tỷ số trận đấu này đang là 4-3 và đang tạm thời nghiêng về câu lạc bộ Đào Hạo Dương. Trận giao hữu lần đầu tiên với đội bóng Tỉnh ủy tỉnh Nam Định. Tuấn Anh chắc chắn người rất đẹp, không được. Đội bóng vàng đã hơi chủ quan ở trong quả bóng rồi. Rất may là cú dứt điểm của Đăng Dương sau đó lại thiếu chính xác. Anh Tuấn vào chuyền bóng các cánh biên rất tốt cho phía dưới dành cho cầu thủ mang áo số 26 Cúc Tuyên. Anh Sử rất tốt
tiếp tục phát điểm, đó là một bàn thắng rất đẹp mắt, vẫn là cầu thủ mang áo số 84. Và đã phát sân trong hiệp thứ hai này, cầu thủ mang áo số 84 đã liên tục có hai bàn thắng và vừa rồi cũng là một bàn thắng rất đẹp mắt. Một bàn thắng có thể nói rằng rất đậm dấu ấn cá nhân của cầu thủ mang áo số 84. Liên tục là những pha đi bóng xuất thần trước khi tung ra một cú sút đẹp cực kỳ hiểm bóc. Có góc khó không thành của Tuấn Doãn Thế đưa trận đấu quay trở lại với xuất phát. Tỷ số đã được san bằng 4-4. Nhưng mà thời gian thi đấu ngày mai vẫn còn. Nhìn theo chúng tôi thì tỷ số trên sân lúc này đang là một con số rất ấn tượng rồi. Trận thi đấu tiên hai đội đã hòa nhau với tỷ 2-2. Và trận thi đấu thứ hai này tỷ số đang tạm thời là 4-4. Không ngại. Anh ơi bắt chỗ luôn người trong biên thôi. Đẹp trung vệ là còn nữa trong biên thôi. Một đẹp biên dành cho A Sử. Một đội bóng 3-2. Cách ra cái gì vậy? Đó là lỗi đẹp biên rồi. Bên sai rồi, Ngọc à? Công Hiếu. Có lẽ bất lợi nhất của Công Hiếu là cầu thủ này còn khá trẻ và đặc biệt là thể hình của Công Hiếu không thật sự ấn tượng. Việc tranh chấp với những cầu thủ đối phương, những cầu thủ có bóc dáng cao to hơn thì chắc chắn là những thân thế. Cháu phạt xử lý của Công Tên, của ba số 16 Công Tên. Cầu thủ có thể nói khả năng thi đấu cả hai chân. Dứt điểm không vào. Vẫn là cú dứt điểm từ cầu thủ mà chúng ta mới cử. Một trong những cầu thủ đã khuấy động khu vực cấm địa của các cầu thủ câu lạc bộ đá Thanh Niên. Công Hiếu. Mỗi hiệp đấu của câu lạc bộ Đá Dương họ đều thay đổi toàn bộ đội hình mới tinh, và thậm chí rằng trong những hiệp đấu đó họ vẫn có người khác để thay, và gần như trong trận thi đấu này những cầu thủ thay ra đã không được thay vào vì còn rất nhiều những cầu thủ chưa được thi đấu. Ngày thi đấu này thì tất cả những thành viên của câu lạc bộ Đá Dương đã đều được vào sân để thi đấu. Và thậm chí trong nhà bài này cũng đã có sự thay đổi người, tức là chúng ta đã có hơn 7 sự thay đổi người ở trong một hiệp đấu. Khắc Hưng. A Sử. Một chủ quân khá trẻ mà áo số 14, thành viên của Yên Tiên đang xuất hiện trên sân. Có lẽ lúc này thì cầu thủ sinh năm 2003 vẫn là người trẻ nhất của câu lạc bộ bóng đá Họ Dương đã thi đấu trong hiệp 1. Và người lớn tuổi nhất là người sinh năm 1963, nên có thể thấy được khoảng cách rất lớn. Thời gian thi đấu chính thức ở trong hiệp thi đấu thứ hai này có lẽ cũng không còn nhiều. Và sau khi trận đấu này khép lại thì bạn cho chúng tôi xin trân trọng kính mời những quý vị đại biểu khách quý và những thành viên của đội bóng Hòa Dương, đặc biệt là những khán giả đã theo dõi và chứng kiến cả hai trận đấu trong buổi chiều hôm nay, cũng như là lấy ra mắt. Chúng ta hãy nán lại một tiếng, chúng ta dừng những cơn thân mật. Rất trân trọng kính mời và kính mời vừa rồi là một pha bóng rất nguy hiểm đến từ chân sút mang áo số 16 và thủ môn Doãn Thế, có một pha bóng vất vả cảm phá Doãn Tuấn Anh. Nằm gọn trong sự kiểm soát của môn Doãn Thế. Rồi số 14 Quốc Đạt đã bị ngã và sẽ có một cú đá phạt dành cho các cầu thủ câu lạc bộ Đá Dương để chấm định. Vẫn trong cuộc. Công Hiếu. Sẵn thế. Mà phải về cái gần nữa. Công Hiếu. Đó là một đường chuyền bóng khá táo bạo dành cho cầu thủ mang áo số 30 Công Duy. Thế lực chuyền bóng hơi mạnh khiến cho bóng đã đi dài bên ngoài đường biên ngang.
trong buổi chiều ngày nay là một buổi chiều mà tất cả các cầu thủ đều đã được ra quân. Chính vì thế chúng ta vẫn chưa được chứng kiến đội hình mạnh nhất gồm của 6 cộng của 4 hiệp đấu của chúng ta đã thi đấu ở trong buổi chiều ngày nay. Và có thể nói rằng nếu như nhận ra được 7 cầu thủ đã thi đấu ở trong buổi chiều ngày nay thì cầu thủ Đào Dương Tiến Định cũng sẽ có một hình khá mạnh. Mỗi hiệp đấu chúng ta đã chứng kiến thêm những chân sút, những cầu thủ có thể thi đấu tốt. Và đặc biệt là trong nhật thi đấu cuối cùng này có thêm sự xuất hiện của những cầu thủ trẻ có khả năng đảm nhận tốt ở mọi vị trí. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp thứ hai là không vấn đề. Dự kỳ của ban tổ chức thì 5:30 sẽ là khép lại toàn bộ chương trình bóng đá để bước tới Việt Linh Hoa. Nhưng ở trong buổi chiều này lúc mà lễ ra mắt kéo dài hơn một chút để cho hiệp thứ hai này chúng ta có thêm khoảng thời gian đủ rộng. Nhưng thời gian thi đấu cái bài không còn nhiều. Và kết quả trên trận đấu này, vâng, và đúng lúc này thì trọng tài Trần Công Tâm cũng đã nổi còi khép lại hiệp thi đấu thứ hai. Đây đúng là một kết quả có thể nói rằng ngoài sự mong đợi của ban chủ tịch chúng tôi. Và Dương Xuân Quan, Dương Xuân Quyết, Dương Xuân Toàn và Dương Xuân Quyết, mỗi thành viên sẽ ủng hộ 500.000 đồng cho câu lạc bộ bóng đá Hậu Dương. Và như vậy hiệp thi đấu thứ hai cũng đã chính thức khép lại. Hai đội bóng chúng ta đã ra sân với 4 bàn thắng được ghi và mỗi đội đã sở hữu 4 bàn thắng, một hiệp đấu rất thành công của cả hai đội bóng. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trực tiếp hai trận thi đấu giao hữu của câu lạc bộ bóng đá Hậu Dương với câu lạc bộ bóng đá Nhân dân Việt Nam và câu lạc bộ bóng đá bóng 3/2 Thiên Bình Tiến Bình của chúng tôi hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.